rần rần không biết có nghe được tiếng của em không. Thì hôm nay đang sẵn trời mưa và lần này em đã quyết định mua thêm một cái không phải mua thêm mà là đổi một cái mic khác để sẵn trời đang mưa em test thử cái mic mới luôn nha cả nhà. Cái tên đây, GoCheck, đây là loại mic khá là rẻ và được review thì rất là ổn, cho nên là mua về thử để xài xem như thế nào. Mời cả nhà hãy cùng mua hàng với em. Rồi thì mình sẽ có hai cái cục như thế này, một cái đầu thu và một cái đầu mình nói nè, thu alo alo 1234. Còn cái này là mình sẽ gắn vào điện thoại để thử luôn xem nha cả nhà. Bà nói nó có một cái sự thật không thể nào tin được, đã cố gắng làm vội vàng để có thể test với trời mưa, ai dè vừa gắn xong ok hết, ông trời ông tạnh mưa ông ngưng hẳn luôn. Trời đất ơi, hồi nãy âm âm ram ram, bây giờ ông còn giọt nè, buồn hay chứ. Lỡ rồi mưa lại đi ông trời ơi, cho con test thử cái mic đi ông ơi, tự nhiên buồn hết sức vậy hà. Rồi đây là cái GoCheck đó, xin đang gắm lên cái áo của mình nè. Nó được cái dáng nó cũng thẳng đứng, nó không bị quặt qua quặt lại. Ở đây thì nó có một cái cục mốt như thế này để nó lọc âm nè quý vị. Vậy đó mà giờ trời ông im ắng vậy là lọc cái kiểu gì. Thôi thì một lát mai mốt mình sẽ đi ra quán, mình quay một cái quán nào đó đẹp đẹp, lúc đó mình sẽ test lại luôn nha cả nhà. Rồi hy vọng là chiều nay trời hết mưa em có thể đi được để... Má ơi trời gầm. Thì em có thể test mic được cho cả nhà xem. Mà nếu mà ok là từ nay có cái mic là đã luôn. Đi ra ngoài là nói chuyện đã luôn. Từ giờ là con áo đen nó thoát được cái cảnh mập mập rồi cả nhà. Mấy lúc trước toàn là không có mic đó, cái nói chuyện phải quay cận cái mặt nó để thu được cái tiếng giống cái gì á, mà càng cận là càng lòi ra cái mặt bàn đó. Bây giờ là em ấy đã thoát được kiếp mặt bàn rồi, em ấy sẽ chuyển qua mặt sàn. La 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 la. Cả nhà gì nữa đi trời, thì con nghiệp rồi ơi. Hôm nay quý vị người, quý vị thấy cái gì chưa, có cái mic rồi nè, cho nên là vô quán có thể ai nói nhỏ nhỏ không không có sợ bị trúng lắm. Mic nó đẹp chiều đâu nhiều đâu. Ừ thì cái tiếng của bạn nó vẫn lấy được mà. Dạ nó không lấy được tiếng em tán cái mặt nó liền. Thử coi mà rồi nó lấy được là tao tán cái mặt mày nha. Nó lấy được tiếng của em thì mọi người nghe rõ hơn. Thứ gì đó, yêu nghiệp. Rồi xin chào cả nhà. Thì hôm nay tụi em đang ở một quán cà phê, định review quán cà phê này cho cả nhà. Nhưng mà nó cũng không có gì gọi là đặc sắc lắm. Mặc dù trên hình ảnh thì nó rất là vi diệu, đẹp lắm, đẹp xuất sắc luôn. Rồi nó vừa mới mở cách đây cũng đầu tháng 9, hôm 1 tháng 9 đúng không? Khai trương ngày 1 tháng 9, cho nên là tụi em định đi để review nhưng mà thấy nó cũng bình thường. Thì nói chung là nó review cho sang vậy thôi, chứ thật ra là tụi em muốn đi trải nghiệm thử là ở đây uống nước thì sao, có thể nào mà gọi là ăn là nằm về ở đây hoài được không á mọi người. Mà ta nói đi trải nghiệm uống nước thì sao, quý vị biết nó kêu gì không? Đây, nghĩ sao đi trải nghiệm uống gì? Thơm ép. Ủa rồi trải nghiệm gì đó? Trời nó ép thơm, nói chung nó phải chỗ nào ép cũng ngon đúng không mọi người? Mọi người biết mà, đúng không? Trời nhưng mà xin nha mọi người, xin uống một món rất là đặc biệt luôn mọi người, mập nha. Không, tại vì buổi trưa hôm nay em không có ăn, tại hồi sáng em ăn hơi trễ. Sự nên là trưa hôm nay có đào nữa. Trời ơi. Nó hơi lạ lạ. Đâu cái nước của nó là cái tên của nó nè.
đá xay chocolate đào bạc hà đó. À, đào bạc hà. Cho nên là đây, đấy cái ly như thế này. Nhưng mà đầu tiên là cái quán mà mình uống tại chỗ nhưng mà lấy làm cái ly mẫu như là điểm trừ. Bởi vì không thân thiện với môi trường. Đúng không? Mọi người ơi, xin nó muốn uống ly miễn. Ly giấy. Và đặc biệt nó rất thích ly giấy. Nó giống như nó ở dưới vậy đó nên nó thích ly giấy. Ê, cái này là vô duyên nha, không phải. Mà vấn đề là giống như là mình uống tại chỗ thì mình nên đầu tư những cái ly thủy tinh thì nó sẽ ok hơn. Cái này nó nhỏ nhỏ, nghe lớn, chúng lớn, chúng nhỏ. Ôi mà quý vị vui lắm, hôm nay tụi em đi uống trà sữa vui lắm. Trời, tụi em bơi xuồng đi không cả nhà, trời ơi. Nước nó ngập thấy thèm luôn. Ôi ôi, hôm nay vừa mưa xong em nói với cái con này là đi con ngõ này là sẽ bơi xuồng. Nó cãi em, nó đâu có tin em đâu. Đó, đến hồi mà em đi vô rồi, trời ơi, có con nào mà nó đi nước ngập á, mà hả, nó ngồi cười ha 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 ha, nó vui dễ sợ vui luôn. Ôi giống như là đưa ưa dựa đó. Em mạng kim, em thích nước vậy đó. Ủa, mạng kim có liên quan gì thích nước? Em mạng kim nhưng mà em lại thích nước. Không hiểu, nhưng mà thật ra thích nước là một phần thôi. Này em thích vàng nhiều hơn nha mọi người. Bạn ơi bạn, mình là kiếm trong kim, là vàng trong kiếm đó. Không thích vàng nha, hiện vật chứ không thích hiện hình vậy nha. Thích hiện vật chứ không thích hiện hình nha mọi người. Làm như là ma hiện hình, thứ gì á. Rồi ok, ủa nãy giờ ngồi uống thế thế. Ủa nãy giờ ngồi uống thế thế. Ủa nãy giờ ngồi uống thế thế. Mọi người, em lại quên mời mọi người rồi, uống ép thơm với em mọi người ơi. Ủa? Trời đất ơi, nó uống xong tắm hớp rồi mời ai uống má. Thì mời vậy thôi, có lòng là được rồi đúng không mọi người? Đây, cái ly của em, trời được các cái kem của Nam là mời mọi nha. Người uống má ly của xin nha mọi người. Nó đổ cái vui luôn. Mời mọi người uống ly của xin nha mọi người. Rồi, cái ly đá xay chocolate đào bạc hà. Thử coi nó như thế nào, cắm cắm hút vô, chọt vô. Không nhạc, đây nè, thẳng hút vô. Ê, tao quảnh liền, thứ gì? Có cái muỗng hả ta? Có cái muỗng nè. Đây có muỗng đây, hết kem ăn coi. Không, có muỗng hết kem ăn. Không, mơ đi. Coi nè, lẹ lên nè. Nói chứ cho mạnh miếng này, cho cái chốt. Cho nó cái chớp thế đây nè à. Lại nhà bán nha. đây làm được à đây. Trời ơi, anh cứ táp như heo táp vậy. Cũng đi cũng đi cũng đi cũng đi cầm á. Để tao chọn. Mày cầm á, công hao của tao lắm vậy. Bây giờ giận rồi nha. Mình sẽ hút giận nha, giận đỏ cái môi luôn. Mày không giận môi mày tái, tao thử coi bị đạp sầu sạo. Mời cả nhà giận thở như thường. Đá xay đào gì sô cô la bà hà với em nhiên. Mọi người uống trà đá với em nè mọi người. Thiệt, nước ép nó không mời, mời trà đá. Uống đi, biết sao nè. Không có ngọt. Nói chung là vị được đúng không? Okay. Thơm, nó thơm mùi bạc hà là nhiều. Nó the the. Nó thơm mùi bạc hà nhiều. Có vị đào nữa. Và mùi chocolate thì có luôn. Nói chung là mọi thứ nó hòa quyện kết hợp nên một nước uống cũng khá là ngon luôn cả nhà. Và đặc biệt là không ngọt. À, cái này là em thích. Không ngọt. Em khoái. Thời bữa này mà ai mà ngọt là không có chơi. Nói chung là nước ép thơm á thì cũng là ngon mọi người. Nói chung là chua. Em vẫn thích vị chua. Nói chung là ngọt ít. Em vẫn thích. Kem cũng không ngọt. Kem cũng ổn. Có mấy chỗ kem nó làm khá là ngọt. Nhưng ở đây pha chế mọi thứ nó cứ vừa đủ. Mình vô mình kêu một cái ly bình thường. Mình không có kêu là phải giảm đường luôn á. Nhưng mà uống rất là ok. Rất là ngon nha cả nhà. Được, mọi được, người được. Ơi, em quyết định là ăn nằm nằm về ở đây mọi người ơi. Ăn dăm nằm về ở đây. Trời ơi, ăn nằm luôn đó. Muốn ăn nằm với người nào? Muốn ăn nằm ở đâu? Trời ơi, muốn ăn nằm với người nào? Nói chung là quán này nó không có được lớn. Nhưng mà do thiết kế á mọi người. Cho mà có không gian rất là thoải mái. Cảm giác nó rộng. Thực ra là nhìn ở ngoài vô nó không có rộng. Nhưng mà đi vô có cảm giác nó rất là rộng. Rất là thoải mái, rất là thoáng.
mình ở đây mình gọi là thư giãn buổi trưa nắng này kia rất ok luôn á mọi người. Mà buổi tối nha, mình đi mình ngồi ở ngoài kia kìa, không gian ngoài đấy quay cho mọi người xem nó cũng sẽ rất là mát. Nhưng mà đi buổi tối thì mình ngồi ở ngoài, còn hôm nay em đi buổi trưa cho nên ngồi trong phòng lạnh nha mọi người. Ôi, bạn có thấy mình rất là dễ thương khi mà bạn nói là mình luôn nhường phần cho bạn. Khi nào mà bạn nói xong á mình mới trả lời, chứ không phải như ai kia hở cái nhảy tùm hớp gì mà nói đây nhai đâu. Nhai mới chịu à. Thì quán này chúng ta sẽ có hai không gian, một không gian máy lạnh và một không gian sân vườn. Thì một không gian sân vườn nhưng mà ở bên trên vẫn có mái che. Cho nên là khi mà chúng ta ngồi ở không gian ở ngoài, nếu như những ai mà muốn hút thuốc nè, hoặc là còn không thích cái không gian máy lạnh, thì khi mà chiều chiều chúng ta đến đây, chúng ta ngồi ở không gian ở bên ngoài rất là ok, rất là ổn. Và ở đây cái mái che của nó là thuộc diện kéo ra kéo vô được đó, cho nên là nếu mà trời không mưa thì người ta kéo ra thì trên trời nó sẽ rất là sáng, chúng ta có thể ngắm sờ ngắm trời. Hồi nãy giờ chỉ ngồi review nước uống nhưng vấn đề chính chưa nói, mà cái vấn đề chính này cái con này nó cũng không biết luôn, nó cũng không biết sẽ nói trong cái video nào cả. Mà hôm nay em biết ở đây nha mọi người, nó giả bộ nó nói gì thôi, em biết nha mọi người. Rồi biết gì nó nghe coi. Thôi ngu xin nó. Ủa bạn nói bạn biết mà bạn nói đi. Không. Con yêu Nguyệt. Con Nguyệt. Nói chung là để không tốn thời gian của cả nhà thì em nói luôn. Thì cái vấn đề chính ngày hôm nay là tụi em muốn thông báo, tức là từ cái clip này, sau cái clip này, cái clip này em vẫn sẽ còn đăng ở trên kênh Xuyên Minh Huy. Nhưng mà sau cái clip này trở đi em sẽ đăng những cái video cuộc sống đời thường, giống như đi uống trà sữa hay là đi ăn một món ăn ngon nào đó, tụi em quay lại, tụi em sẽ đăng trên một cái kênh khác. Tức là tụi em sẽ mở ra một cái kênh riêng nữa. Wow. Kênh Diệm Hàng em, mọi người nghe nói cái kênh là cái kênh Diệm Hàng em biết mà. Nó đang ấp ủ cái dự định, gọi là cái đó nó gọi là một cái dự định nó rất là cao siêu lớn lao, đó là Diệm Hàng, cả cuộc đời của nó chỉ để đi Diệm Hàng em thôi đó mọi người, hiểu không? Cả cuộc đời nó thanh xuân của nó chỉ dành cho em để làm gì? Dạ đi Diệm Hàng em nha mọi người. Là quá à. Thì nói chung là tụi em sẽ lập ra một cái kênh riêng dành cho hai đứa, chứ mà kênh Xuyên Linh Huy này thì ngay từ đầu là tụi em muốn là em muốn đăng lên là để chia sẻ những cái câu chuyện, chia sẻ những câu chuyện hay, những câu chuyện ý nghĩa, hoặc là những quyển sách nào mà xin đọc qua, hoặc là những cái bài báo hay những câu chuyện nào đó hay ý nghĩa mình đọc qua và mình muốn chia sẻ với cả nhà để chúng ta cùng suy ngẫm nè, cùng trò chuyện với nhau, hoặc là những ai khó ngủ, mất ngủ gì đó cũng có thể mở cái kênh của em lên để mà nghe ru em ngủ giống như nó nói vậy đó cả nhà. Rồi nó là xin nó muốn lập một cái kênh nữa là để Diệm Hàng em là chính, còn cái phụ á là mọi người giống như này nè, lưu lại một cái gọi là tụi em đi đâu thì quay lại cái đó, giống như tình bạn của tụi em vậy đó, lớp tới đâu quay tới đó vậy đó mọi người, để em có gì nữa về nhà đem ra coi kỷ niệm cũng được. Mà thêm phần đó là để cho mọi người xem, để cho mọi người giải trí thôi, góp phần làm cho cuộc sống tươi đẹp hơn, vui vẻ hơn khi mà mọi người đi làm bị stress đó mọi người. Không biết có vui vẻ không, nghe nói xong muốn stress luôn. Rồi đó coi. Nói chung là mục đích là chủ yếu là vui vẻ để lưu lại kỷ niệm thôi mọi người à. Thì nói chung là vậy đó, tụi em sẽ lập ra một cái kênh và cái đường link của cái kênh này em sẽ để ở dưới phần mô tả, ghi ở dưới. Cho nên là quý vị trong kênh khán giả của kênh Xuyên Linh Huy, nếu mà quý vị cảm thấy hai cái con điên này nó cũng làm cho mình vui và cũng thích khoa cái mặt tròn, thì hãy nhấn vào đường link ở bên dưới để đăng ký kênh của tụi em nha. Dạ, cảm ơn cả nhà nhiều. Trước khi em vào video clip á mọi người, em có nhục lời nhỏ xíu xin muốn nhắn nhủ với mọi người á là mọi người, nhưng mà cái kênh mà sắp tới mà xin nó lập ra đó mọi người sẽ nhìn thấy em được nhiều hơn, hy vọng mọi người sẽ không ngán mở nha mọi người. Không, cái đó là chắc ngán. Quá trời, quá đứt bé. Tự mình giặt mặt mình luôn, trời ơi. Nói chung thiệt luôn. Là tự giá còn hơn đợi mọi người phát giá, hiểu không mọi người? Nó giống như nó nhắc ma, người ta thì có chứ mọi người vậy đây. Đó. Nghe nè, nghe xong chưa?
gì nữa, kêu ao chứ gì. Ê mà quý vị thấy cái con này nó ngộ ghê, nó đi quay vlog mà nó cứ khoái ao không à. Rồi người ta thì người ta mắc nói, còn nó thì mắc ao. Ủa alo. Dạ, không phải mà người ta mắc nói nhưng mà em mắc uống. Ủa thì uống đi. Ủa có ai không cho uống đâu. Uống nó dịm hàng. Ủa không uống những dịm nha. Trời nó coi xàm dễ sợ luôn. Uống cái nữa coi, nó nãy giờ khô cổ. Màu ván này có cho trà đá. Ông bà nước đá. Nước đá để uống. Trà đá đó. Nước đá. Nước trà đá. Nước nó trắng mà. Nước nó vậy mà. Để pha lạc, pha nhạt thôi. Ý là bỏ ít trà. Ôi nhìn cái ly không biết nước trà đá luôn. Là trà đá nha. Lên này nó ánh ánh nó vàng vàng xíu. Trà đá, uống vô là trà hả? Nói chung là thường thường mấy cái quán trà sữa thì nó sẽ không có. Nó không có đậm. Nó không có trà đá, nhưng mà ở đây có trà đá thì cũng là một dấu cộng. Má này là gì vậy ta? Hả? Đây là Pool Coffee. À nãy giờ nói quên. Ở đây là quán Pool Coffee, địa chỉ là 445C Song Hành, Trung Chánh, Hóc Môn. Đó, quý vị nếu mà ai cảm thấy ở Hóc Môn nè, quý vị muốn đi những quán cà phê để check in, để mà thư giãn, thì đây cũng là một trong những địa điểm mà chúng ta có thể ghé qua để thưởng thức những nước uống ngon. Thì nói chung là cái clip của ngày hôm nay của tụi em tới đây là cũng hết rồi đó. Đó, quý vị thấy không? Nó nói, nó muốn nói với em là nó nói, nó không muốn nói là nó ngồi nó bấm điện thoại hay làm gì đó. Cái mặt nó giờ còn có nửa mặt như con ma luôn á. Thiệt luôn, nhiều khi mình không biết mình có nên quay clip chân mắm này không, nó khùng quá mà. Nó muốn vô vô, nó muốn ra ra, muốn đi đi, muốn ở ở à. Bạn có thể lựa chọn một là quay, hai là không quay. Ba là tao nhét cái mít tiền vô trong họng mày. Thứ gì đâu á, yêu nghiệt à. Đi chung với con này mình không nghiệp, mình không nói nó, mình không tạo nghiệp với nó không được mà em khổ quá mà. Rồi nó vẫn thích đi với em nha mọi người, đúng chính là nó rất thích em, nó rất thích đi với em. Rất thích em. Nani? Trời ơi, thích theo nghĩa khác thôi, bớt cái bậy với bà đi. Trời, tại vì em hồi đi giống nó thôi, nên nó thích vậy đó mọi người. Trời vậy tối ngày lo em đi làm thùng, làm đi, làm này, làm nọ vậy đó mọi người. Đó vậy, túng tao tưởng tao thích mày á, tao xỉu luôn á, thiệt ế xuất, ế tới già vậy luôn. Vậy em muốn chính với mọi người là em với nó là không có gì hết trơn á. Thật ra là em với nó là sẽ có cùng một sở thích là hai đứa đi cà phê chung để ngắm nhìn gái trai đẹp xinh nha mọi người, vậy thôi đó. Từ ngày mà hai đứa lên video cũng có mắc cười, cũng có nhiều người nói là trời ơi hai đứa quen nhau, hai đứa đẹp đôi quá, trời ơi em mà rước cái con này về nhà là em chết, là em chết với nó. Mọi người, tại em ăn quá đó, em tự em nhặt mặt em luôn nè mọi người. Đúng, không ai nuôi nổi đó ngoài mami của nó thôi, cho nên là bỏ ý định đó nha, tụi em chỉ là tricky thôi. Em cho cái password là thôi à. Nói chung là dạ password của em hả? À không, em quên, em nói lộn với mọi người, cái like mọi người. Trời ơi thiệt á, ai mà theo dõi cái con này không, người ta cũng mệt mỏi với nó. Mệt mỏi vì cái độ tỉnh nè, điên nè, khùng nè, tào lao bị đau nữa. Trời ơi, mà cái độ tỉnh, cái độ tỉnh là cái độ mà không ai bằng. Không biết, hồi đó giờ chưa gặp đứa nào tỉnh như con này mà đứa thứ hai. Nó tỉnh, cái độ tỉnh của nó là bao tỉnh luôn. Em làm gì làm, em nói nó là nó chỉ theo cái con đường của nó. Nó như người thành công luôn có lối đi riêng, mặc dù em ấy chưa bao giờ thành công. Em thành nhân nha mọi người, hiện tại em đang là thành nhân. Chờ tưởng là mày thành dậu. Rồi bye bye cả nhà nha. Dạ giờ em muốn hướng nha mọi người, bye bye mọi người. Không, hèo đúng hèo.